Bạn Thảo Nguyên nhà mình thì cũng tham gia bên trung tâm cây sinh được cũng hơn 4 năm rồi. Thì thực sự là cái giai đoạn đầu thì mình cũng chỉ mong muốn là đặt một cái mục tiêu đơn giản là con có thể có một cái môi trường tiếng Anh nó phù hợp với độ tuổi, và nó cũng mang tính những cái mục tiêu gọi là cho con bắt đầu làm quen với tiếng Anh thôi, ở mức độ cơ bản, tức là so với độ tuổi các bạn. Thì con cũng có nhiều cái hạn chế về sức khỏe, cũng như là mình cũng không có nhiều thời gian để đồng hành cùng với con, vì công việc của mình tương đối gọi là cái thời gian nó cũng khó để có thể đồng hành cùng con. Thế nên là khi đó thì mình cũng lựa chọn bên chỗ cô Hà cũng đồng hành với con từ những ngày đầu. Thì mình cũng rất là ngạc nhiên là qua một thời gian thì con cũng có cái sự tiến bộ rất nhanh, ít nhất là con cảm thấy có một cái sự truyền cảm hứng từ các thầy cô bên trung tâm thì cho con có cái những cái thích học tiếng Anh hơn. Và các thầy cô ở trên lớp thì cũng có đánh giá là Thảo Nguyên thì cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những ngày đầu khi mà con chưa tham gia ở trung tâm cây sinh. Hôm nay khi gặp các thầy cô chia sẻ và các bác phụ huynh cũng nói về những cái phương pháp mà đồng hành cùng con, thì mình cũng nhận ra là từ trước đến nay thì thực sự là mình cũng có những cái thiếu sót, là mình cũng chưa thực sự là có một cái phương pháp mà có thể đồng hành cùng con thực sự, ví dụ như là động viên con kịp thời cũng như là chia nhỏ những cái mục tiêu ra. Bởi vì thực ra là đúng là độ tuổi các con thì các con chưa có sự tập trung như người lớn, nên là cũng chưa có thể nào mà mình yên tâm hoàn toàn. Mình cũng quên mất rằng là mình cần phải chia ra những cái mục tiêu nhỏ nhỏ thôi, và cũng thiết lập những cái mục tiêu nhỏ nhỏ và những cái phần thưởng nó phù hợp. Đúng là cái độ tuổi tâm lý của mỗi một độ tuổi thì nó cũng có sự khác nhau, khác biệt quá. Thế thì mình cũng thấy ra cái mình cũng đang thiếu sót ở cái phần đó, và cũng cần có một cái sự điều chỉnh hợp lý hơn trong thời gian tới để có thể là đồng hành cùng con được sát sao hơn. Bản thân mình thấy rằng là mình cũng rất là cảm ơn cái sự định hướng của các thầy cô, và cũng đã dành tâm huyết cho phụ huynh để có những buổi chia sẻ ngày hôm nay. Mình cũng hy vọng rằng là cái sự định hướng này thì nó cũng sẽ tìm cho mình cũng như các bậc phụ huynh khác là định hướng tốt hơn cho con trong quá trình học tập sau này.